đồ ăn cắp tác giả tăng quốc hùng và tất nhiên chị vật vã than khóc kêu trời kêu đất khi mà vừa bước vào sân nhà nhỏ em thì cả chồng cả vợ cả con nó đều xúm nhau gọi chị là đồ ăn cắp chị thành minh chị thề thốt nhưng họ chỉ xem chị như người đang diễn tuồng vụng về không ai gọi vào nhà cũng chẳng ai thẳng thắn đuổi chị đi tự chị phải biết lấy chị phải làm sao rồi mẹ chị về sống chung với nhỏ em ruột ấy của chị từ lúc kinh tế gia đình nó còn khó khăn phải đi vớt bèo về nấu cám lợn trong nhà cho chúng đi làm việc giờ mẹ đã già sức yếu may sao chúng nó ăn nên làm ra do vậy chị cũng an lòng chấp nhận làm đứa con bất hiếu không phùng dưỡng mẹ già bởi dẫu muốn chị cũng không cam khi nhà chị chỉ có vuông vườn tạp và cái quán cấp nhỏ bằng lòng bàn tay mà phải nuôi mấy miệng ăn thì làm sao đủ đầy bằng sống ở nơi đây cỡ tháng chị bắt xe một lần lên thăm mẹ chị biết mẹ buồn vì sống thui thủi do vợ chồng nhỏ em phải vắng nhà suốt. Còn gì bồn chồn dây dứt hơn khi nhớ quê mà không thể về thăm quê. Bởi vậy mỗi lần lên đây, chị cố tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt cái mùng phơi chiếc chiếu cho mẹ rồi ngồi tâm tình cho bà vui. Việc chi đi lại thăm mẹ cũng chẳng làm vợ chồng nhỏ em hài lòng. Nó luôn chỉ chiếc cho rằng mọi gánh nặng đổ dồn lên vai nó nó phải cày cuốc nuôi mẹ già chị chỉ đến với bàn tay không chỉ thêm rộn chuyện vì mỗi lần chị về mắt bà lại đỏ hoe rằng chị khỏe hơn nó nhiều khi không phải lo tiền ăn lo tiền trị bệnh cho mẹ già chị chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào lòng và thầm mơ một ngày trúng số là mơ vậy thôi. Chứ lâu thật lâu khi cơn khát vọng bùng cháy. Chị nhón tay rút tờ vé 10 ngàn mà cứ run run vì sốc. Chị thấy rõ vẻ ngượng ngùng của vợ chồng nhỏ em khi khách đến chơi nhà mà bất chợt thấy một người đàn bà áo quần cũ kỹ lui cui dưới bếp. Đời nay, Osin còn ăn mặc sạch sẽ tươm tất, làm nở mặt mày chủ còn chị mang chày mang lưới lôi thôi trong nhà thì chắc mười phần là chúng nó quá xấu hổ rồi lần này chị vừa đến cổng cả nhà nhóm em đều đổ dồn ra cửa xỉ vả chúng bảo rằng chị là đồ ăn cắp nhà chỉ có bốn người là bà mẹ già đâu có nhu cầu về tiền bạc hai vợ chồng nó và thằng con đã lớn làm công chức nhưng ai cũng thu nhập kinh tế cao. Ô xin chỉ đến làm việc vào mỗi buổi sáng rồi về. Tháng rồi lúc chị ra về, cái ví của chồng nó để trong phòng đã mất tờ 500 ngàn. Ai vào nhà lấy? Nhỏ em chị mắng nhiếc không tiếc lời. 500 ngàn đáng bao nhiêu? Một ngày chồng tôi đem về nhà này gấp năm gấp bảy lần số đó. Tôi ghét là ghét cái đồ ăn cắp nghèo, xin đi, người ta còn thương. Ăn cắp là nhục. Khóc cạn nước mắt, thề rắc cả hồng. Khi mà không có gì chứng minh thì chị chỉ biết thề. Thề để mong mọi người tin. Nhưng ngược lại, khi người ta khẳng định rồi thì câu thề thốt ra càng làm người ta ghét. Bà mẹ già lặng lẽ, khó xử muốn mở lời để nhẹ bớt cho con đang nức nở ngoài kia mà chẳng biết nói gì rồi thì cũng tan cuộc chị quay lưng ra về và luôn ngoái nhìn chị rưng rưng nước mắt chị biết rằng chị đã không được phép đến nhà ấy được nữa rồi cơm áo gạo tiền đeo đẳng nay cái tai tiếng kia lại đè nặng làm lưng chị còng nhiều hơn Nhìn thái độ nóng nảy chắc chúa của vợ chồng nhỏ em, chị nghĩ nó có mất tiền thật, chứ không phải là bày chuyện cố tình vu oan cho chị. Nhưng chị cũng không chứng minh được mình là người vô tội, nên nhờ nhớp cứ đè chị ra mà chay mà chết. Sợ con hiểu lầm mẹ, rồi có mặt cảm xấu xa, nên chị hay phân trần. Nó thường an ủi chị một câu con biết mà, má bị oan. Kệ, mình con biết đủ rồi. Thằng Tý đã lầm, vì không phải chỉ mình nó biết má nó bị oan. Còn một người biết nữa, đó là đứa em trai họ hàng con của người dì ruột. Vừa có 500 ngàn vừa xua được cái bà dì nghèo nàn làm xấu mặt nó. Đơn giản vậy thôi mà. Mãi đến khi chị bệnh nặng nhỏ em cũng không về nhìn. Đến khi chị không còn hơi sức, vẫn cố nhắc lại với đứa con luôn bên giường chăm sóc mẹ. Má không phải là đồ ăn cắp. Thằng tí ôm sát mẹ, gật đầu mà không nói nên câu. Tăng Quốc Hùng